Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương vào ngày hôm qua ra thông báo cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ có chuyến công du Đông Nam Á từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 12 đến Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Dự kiến ông Blinken sẽ thảo luận với giới chức các nước về một loạt vấn đề, trong đó có tăng cường hạ tầng an ninh khu vực. Chuyến thăm được thực hiện trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mới đây cam kết nâng tầm quan hệ giữa Washington với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN lên mức chưa từng có. Thư ký điều hành Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu Patricia Espinosa nhấn mạnh, các nước cần nhanh chóng bắt tay vào việc thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Các thỏa thuận được nhất trí trong Hiệp ước Khí hậu Glasgow trước đó đã đặt ra nhiều nhiệm vụ cho mỗi quốc gia trước thềm hội nghị khí hậu tiếp theo của Liên Hợp Quốc ở Ai Cập vào tháng 11 năm 2022. Với sự tham gia của gần 200 nước, Hiệp ước hướng tới mục tiêu loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu.